giờ không biết đâu, anh Trang như báo giờ giảng mà không có không có báo giờ kết thúc hả? Giảng giảng tới 9:30. Giảng tới 9:30. 9:30 là mình kết thúc, chứ không có thời gian để hỏi ha, để phát đàm ha. Từ hồi nãy giờ cái laptop của chúng tôi nó bắt update là cái thứ nhất. Cái thứ hai thì máy bay nó bay liên tục, hãy tới cái ngày nào mà chúng tôi giảng là máy bay nó bay suốt, đó nhắc tới đó nó bay nữa. Thôi bây giờ chúng tôi bắt đầu vào giờ giảng. Đệ tử xin nghiêm tình thân khẩu ý tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt. Phần phước phát sanh do sự tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt này xin dâng đến Chư Tôn Đức Tăng và xin chia đều phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ cầu nguyện hồng ân của Tam Bảo luôn gia hộ quý vị thân tâm thường được an lạc. Nam mô Bụt Thà Giáp. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục là chúng ta học một câu kệ ngôn. Búp bê chắc cá tắp buôn nhá ta, búp bê chắc cá tắp buôn nhá ta, có nghĩa là cái phước đã làm từ trước, cái phước đã làm từ trước. Vậy thì búp bê có nghĩa là trước đây, búp bê có nghĩa là trước đây, chá có nghĩa là và thôi, chứ không có gì hết. Cá tắp buôn nhá ta, cá tắp buôn nhá có nghĩa là cá tá, có nghĩa là đã làm, đã làm. Buôn nhá ta là phước hay là việc lành, phước hay là việc lành. Búp bê chắc cá tắp buôn nhá ta đó là trước đã làm việc lành. Vậy thì chúng ta nhớ, nếu mà nói thuyết giảng hoặc là nói theo đời sống của chúng ta, trước đây có nghĩa là ở kiếp sống quá khứ, ở cái kiếp sống trước đó, đó là nói về trước đây. Còn cá tá bun nhá ta đó là cái sự mà làm phước, hay là làm những cái việc lành, tu tập những cái việc lành, tích trữ những cái thiện pháp. Vậy thì ở trong cái sự tích trữ đó nó có ba cấp độ, ở trong cái sự tích trữ đó, nó có ba cấp độ. Như bây giờ, như chúng tôi nói cho quý vị nghe, cũng như ở trong cái lớp học này, mọi người đang nghe pháp, thì ở ở trong quá khứ của mình đó, ở trong trước đây một cái kiếp nào đó, ở đây của chúng ta cũng đã tạo những cái thiện pháp, nhưng mà chúng ta tạo ở một trong ba cấp độ mà chúng tôi nghĩ là chắc có lẽ chúng ta tạo ở trong cấp độ đầu quá, ở trong cái cấp độ thứ nhất. Cái cấp độ thứ nhất là có nghĩa là như thế nào? Xin lỗi quý vị, chúng tôi giải thích tiếp tục cái câu Phật ngôn này. Cái câu Phật ngôn này nói rằng là trước mình đã làm được việc lành, có nghĩa là ở trong quá khứ, có nghĩa là ở trong cái kiếp trước, cách cái kiếp sống này nè, chúng ta đã tạo những cái việc phước. Thì chúng tôi nghĩ rằng người mà đang ngồi nghe pháp ở trong room này trước đây cũng đã từng tạo những cái thiện pháp,
Nhưng mà chúng ta tạo ở trong cái cấp độ thấp à, tạo ở trong cái cấp độ thấp. Tạo ở trong cái cấp độ thấp có nghĩa là như thế nào quý vị? Có nghĩa là chúng ta cũng thực hành 10 cái thiện pháp đem lại ở trong cái đời sống thế gian à, mà thường thường ở trong Pháp Cú Kinh hoặc là ở trong Hạnh Phúc Kinh à, hoặc trong cái lời dạy của Đức Phật đó, gọi là thập hạnh phúc à, thập hạnh phúc có nghĩa là ở trong quá khứ chúng ta cũng đã từng bố thí giữ giới hay là tu thiền hay là cung kính hay là phục vụ hay là hồi hướng phước, quan hỷ phước, nghe pháp rồi giảng pháp, rồi có cái sự mà cải chánh chi kiến, có nghĩa là làm cho cái tâm mình thấy đúng. Thì ngày hôm nay chúng ta được làm người, ngày hôm nay chúng ta được làm người mà chúng ta còn có cái duyên lành để mà vào ở trong cái ở trong những cái diễn đàn hoặc là chùa để mà chúng ta nghe những cái thiện pháp, rồi lâu lâu chúng ta cũng tạo những cái thiện pháp này kia, thì chắc chắn rằng ở trong quá khứ chúng ta đã từng làm rồi à, đã từng làm rồi. Thì một là chúng ta đã từng bố thí, hai là giữ giới, ba là tu thiền, bốn là cung kính, năm là phục vụ, sáu là hồi hướng phước, bảy là chúng ta quan hỷ phước, tám chúng ta nghe pháp, hoặc là chín là chúng ta giảng pháp, hoặc là 10 là chúng ta đã từng sửa sai cái sự hiểu, cái tri kiến của chúng ta, mà ở trong kinh gọi là cải chánh tri kiến đó. À, cải chánh tri kiến đó. Thì nhưng mà chúng ta thực hiện một trong 10 cái pháp này mà nó chỉ đem lại à, nó đem lại cái đời sống bình thường thôi quý vị. Ví dụ như nó đem lại cái kiếp sống làm người cho chúng ta, nó đem lại cái kiếp sống mà nó đầy đủ à, được tài sản thôi. Chứ chúng ta không có như những vị Bồ Tát à, ngày xưa chúng ta cũng bố thí, những vị Bồ Tát cũng bố thí nữa, nhưng mà những vị Bồ Tát khi mà bố thí đó à, nguyện thành pháp độ à, nguyện thành pháp độ, nhưng mà do lúc đó chúng ta chưa đủ căn duyên, chúng ta không có đầy đủ căn duyên, thành ra chúng ta chỉ tạo những cái gọi là thập hạnh phúc thôi đó. Thành ra ở đây đó, chúng tôi muốn giảng kỹ cái chỗ này cho quý vị nghe. Bút về chắc các tác buồn nhé ta, có nghĩa là trước đã làm việc lành, nhưng mà tất cả chúng ta, tất cả mọi người mà nào mà có làm được việc lành, nhưng mà được chia ra làm ba cái cấp độ à, ba cái cấp độ. Thì cái cấp độ đầu á là có, thì chúng ta cũng tạo những việc lành, nhưng mà cái việc lành của chúng ta đó, chúng tôi muốn nói thẳng ra cũng như là nó hơi thờ ơ chút à, thôi kệ. Như thí dụ như mình có cái, thí dụ như ở trong thời nay mình nghĩ thôi mình cũng nhịn à, nhịn bớt à, bớt ăn bớt mặc chút xíu rồi mình cũng tạo phước để à, ở trong tương lai này à, mình à, không có bị thiếu thốn, hay là thôi kệ, cũng cái tình người à, cái tình người à, lâu lâu mình cũng phải à, tạo cái này tạo cái kia. Thì những cái chuyện đó những cái suy nghĩ ngày hôm nay à, thì nó sẽ làm à, cái việc lành cho à, cái đời sau à, nhưng mà ở trong cái cấp độ à, cấp độ thấp thôi à, cái cấp độ mà gọi là thập hạnh phúc. Không biết quý vị nghe, quý vị có nghe kịp à, quý vị có nghe được âm thanh của chúng tôi không? Dạ, yeah, cảm ơn quý vị à, cảm ơn cô Huệ Ngọc. Thành ra đó, quý vị thấy rằng á, thật sự ra đó, khi mà chúng ta đó mà hướng tâm về phước báo là chúng ta muốn làm liền à, tại sao vậy quý vị? Tại vì á, mình đã có cái thiện pháp, mình đã có cái hạt giống rồi, từ trước rồi. Thành ra đó, bây giờ mình nghe đó là mình cảm thấy, mình hoan hỷ. Ngay cả chúng tôi quý vị, lâu lâu mà mình, ví dụ như lâu lâu mà mình coi lại ở trong thập hạnh phúc, mình thấy rằng là coi như là cái người mà bố thí là có được tài sản à, đời sau à, có được tài sản, rồi cái người giữ giới là có cái quả báo là khi mà ở trong những cái đời sống sau, có nghĩa là
Bây giờ thí dụ như đời sống bây giờ mà chúng ta có cái tâm mà chúng ta giữ giới, nè, chúng ta có cái tâm giữ giới có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là chúng ta có luôn luôn lúc nào chúng ta cũng có cái tác ý là mình đừng, mình không có sát sanh, không có trộm cắp gì hết đó, thì mình có cái sự mà cố tâm cố ý mà mình giữ giới, thì cái người đó có quả báo là như thế nào? Cái người này á, ở trong những cái đời sống nào mà sanh ra mà có tài sản, tài sản không bao giờ mà bị hoại do lửa, do nước, do trộm cướp, do vua quan tịch thu, hoặc là do người thừa tự. Cái điều này á, ở trong đây á, thì do lửa, do nước rồi đó, thì quý vị biết rồi. Bây giờ thật sự ra đó, bây giờ đó, nếu mà đối với chúng tôi á, thì bây giờ chúng tôi mới biết, chúng tôi mới hiểu tại sao mà cái người dân miền Trung, miền Tây của mình á, họ thích đeo vàng, họ thích đeo vàng, là tại vì ở ở cái xứ của họ đó, nó không có bảo đảm, nó không có bảo đảm, cứ bảo lục hoài, bảo lục hoài, thành ra đó xây nhà đâu có được, xây nhà đâu có được, thành ra người ta mới đeo vàng quý vị đó. Rồi cái chuyện mà bị vua quan chiếm đoạt thì đa phần là những người mà bên nước ngoài thì biết rồi. Chúng ta thấy rằng là có nhiều khi là tự nhiên là mình bị thay đổi tiền tệ, đổi tiền, hoặc là tự nhiên bị cải cách cái điều này điều kia, thành ra mình cũng bị mất tài sản, mình cũng bị mất tài sản đó. Thành ra đó thì chúng ta mình cũng bị mất tài sản đó. Thành ra đó thì chúng ta gặp những cái điều này đó, thì chúng ta biết rằng là do đời trước mình tạo phước, nó có một cái khiếm khuyết gì đó, có một cái khiếm khuyết gì đó, thành ra bây giờ đó cái tài sản mình nó bị vướng vào những cái trường hợp đó. Rồi quý vị thấy rằng tại sao mà chúng tôi nói kỹ về những cái điều này, tại vì chúng tôi biết rằng là những người nào mà hôm nay mà chúng ta được sanh lại làm người, rồi chúng ta có duyên lành, chúng ta vào, chúng ta nghe Phật pháp, hoặc là chúng ta tạo cái công đức phước báo rồi này kia, thì những người đó ở trong quá khứ đã làm được việc lành, là đã tạo được. Thành ra quý vị thấy rằng á, là chúng ta đã từng tạo được việc làm ở trong cái kiếp quá khứ, nhưng mà do cái việc làm của chúng ta đó chỉ hướng tâm đến một cái cấp độ thấp thôi, thành ra đó chúng ta được tái sanh làm người, hoặc là chúng ta có được tài sản vân vân đó, thì cái người mà bố thí có tài sản, giữ giới thì là tài sản mình được vững chắc, còn rồi mình có cái phước đức, rồi tu thiền thì tái sanh về cõi trời hay là cõi quảng thiên. Còn cái điều này thì nó hơi lạ của chúng ta thôi, có nghĩa là chắc có lẽ ở trong quá khứ chúng ta ít tạo những cái phước này. Rồi cung kính thì được sanh vào dòng dõi cao quý. Nếu mà ở trong cái đời sống này đó mà quý vị mà tạo những cái phước cung kính đó, thì ở trong những cái đời sống sau, chúng ta hãy mà có sanh ra đó, thì sanh ra ở trong những cái dòng tộc cao quý. Thí dụ thời xưa thời Ấn Độ dòng Sát Đế Lị, hoặc là những cái dòng Bà La Môn vân vân, những người mà có cung kính thì thường thường sanh vào những cái dòng cao quý đó. Rồi cái người mà tạo cái phước phục vụ, tạo cái phước phục vụ á, là cái người đó có nhiều tùy tùng, hoặc là mình sanh lại làm người đó có nhiều người kính mến mình đó. Quý vị biết rằng đối với Đức Phật của chúng ta đó, tuy rằng ngài ở một cái ngôi vị rất là cao rồi, trí thượng nhân rồi, nhưng mà đối với những người mà có duyên lành á, có duyên lành đó, quý vị thấy rằng á,
Đức Phật đều tế độ hết, chứ không phải là giống như là những cái người mà làm quan lớn bây giờ đâu. Quý vị thấy rằng Đức Phật là thầy dạy của trời người. Thật sự ra đó, nếu mà chúng ta mà đọc về cái cuộc đời Đức Phật, hoặc là chúng ta học về kinh sử, kinh sách, lịch sử, kinh điển, chúng ta cảm thấy rất là thương Đức Phật. Quý vị, Đức Phật là một cái vị mà coi như là cái gì ngài cũng có đó. Mà quý vị nghĩ đi thử, mà nếu mà giống mình đó, mà được cái ngôi vị đó, mình mà được một cái ngôi vị cao cao tí xíu thì sao quý vị? Ngồi ở đó, ngồi đó để chi? Cơm hầu nước đó, hoặc là xem thế giới này, xem thế giới kia ha, đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà Đức Phật thì đâu có quý vị. Quý vị thấy năm cái thường nhật, năm cái phận sự ở trong một ngày của Đức Phật làm đều đều, đều đều. Dân phương Tây có trí, người ta coi vô là người ta thấy, mà người ta thấy cảm thấy sợ Đức Phật nè, cảm thấy thương Đức Phật nè. Đó, còn nói về á, những cái lúc mà ngày ngồi mà ngày quán xét từng chúng sanh đó, quý vị thấy rằng có một bậc thiên nhân, một cái bậc xin lỗi quý vị. Thành ra chúng tôi muốn nhắc cái chỗ này là quý vị thấy rằng cái người mà có cái phước phục vụ đời sau đó, mình được mọi người thương mến, rồi ở trong room này thì quý vị thấy rằng ai mà được thương ai mà bị ghét là mình biết rồi đó nha, mình biết ở trong cái lớp học của mình ai mà được thương, người nào mà bị ghét, được thương với bị ghét là mình biết rồi đó, biết là đời trước có tạo phước hay không tạo phước rồi đó. Thành ra đó quý vị biết rằng ngay cả Đức Phật, mà ngài mà quán xét, ngài gặp một cái điều gì mà cần, ngài cũng giúp đỡ quý vị. Ví dụ như quý vị thấy cái trường hợp Sa-di-ban-đi-tá, Sa-di-ban-đi-tá quý vị thấy rằng là khi mà đi với thầy tế độ của mình là ngài Xá Lợi Phất đi ra ngoài Như Quỳnh, không có ai bị ghét hết. Quý vị biết rằng đối với ngài Sa-di-ban-đi-tá, khi mà đi với ngài Xá Lợi Phất đi ra ngoài, thấy nước mà người ta dẫn vô tới ruộng, rồi thấy gỗ mà người ta chuốt, người ta làm mũi tên, làm cái bánh xe vân vân, thì cái vị này nghĩ là cái vật vô thức mà người ta cũng làm được chuyện. Vậy thì con người mình, cái tâm mình có thức, cái con người mình có tâm thức thì phải làm được chứ. Thì cái vị này quay trở về, xin thầy tế độ mình quay trở về để mà lo tu tập liền, thì quý vị biết rằng ở trong cái lúc đó đó là coi như là cái vị Sa-di-ban-đi-tá này nó có khả năng để mà chứng đắc được đại pháp, có nghĩa là chứng đắc được A-la-hán á. Thành ra đó quý vị biết, do cái phước báo của cái vị này ở trong cái kiếp trước, trong những cái lần sống trước, nên lúc bấy giờ á, vua trời đế thích đó là sai tứ đại thiên vương, coi như là đi canh giữ chung quanh cái chùa Kỳ Viên, đuổi hết những cái con thú ra, giữ cho cái sự im lặng, cho ngài Sa-di-ban-đi-tá thực hành sa môn pháp đó. Ngay cả đó là quý vị biết rằng là vua trời đế thích á cũng kêu những cái vị á mà làm mặt trời mặt trăng á, mà sáng với tối đó, cũng phải ngăn lại cái chuyện đó nữa, để cho vị sa di này hành sa môn pháp. Rồi quý vị biết rằng bản thân của vua trời đế thích á là đứng ở
đứng ngay chỗ cái nơi cửa là cái cửa liêu thất là của cái vị sa di này đó, là đứng canh giữ, là canh giữ ở xung quanh, không cho một con chim nó hót, là không cho một cái con thú nó làm nẹt xẹt là đó. Rồi quý vị thấy rằng lúc đó Đức Thế Tôn đó, Đức Phật của chúng ta đó, khi mà ngài đi bát, ngài thọ thực xong đó, ngài quán xét, à bây giờ đó, là có một cái vị sa di đang thành sa môn pháp như vậy đó, mà nếu cái vị này có khả năng là có khả năng sẽ đắc được a la hán quả ngay trong cái lúc này. Nhưng mà nếu á, mà ngài Xá Lợi Phất á, là thầy của cái vị này về á, mà trở về mà đem cơm về cho cái vị này đó, à, thì sẽ cản trở, à, sẽ cản trở ở trong cái chỗ đó, thì lúc đó đó thì sẽ bị ngưng lại, à, lúc đó sẽ bị ngưng lại. Thành ra khi mà Đức Phật quán xét như vậy rồi, Đức Phật đã dùng thần thông của mình đứng ở trước cổng chùa Kỳ Viên, chùa Kỳ Viên, chùa Kỳ Viên bên Ấn Độ đó, chùa Kỳ Viên ở bên Ấn Độ ngày nay vẫn còn đó. Thì lúc đó ngài Xá Lợi Phất vừa đi về, thì Đức Phật hỏi ngài Xá Lợi Phất mấy câu, hỏi ngài Xá Lợi Phất mấy câu, thì hỏi bốn câu hỏi, thì ngài Xá Lợi Phất vừa trả lời dứt thì Sa Di Ban Đi Tá cũng vừa đắc được thánh quả A La Hán. Thánh quả A La Hán. Thành ra đó, lúc đó đó thì Đức Phật mới nói rồi, ngài Xá Lợi Phất đem cơm vô cho Sa Di Ban Đi Tá đi. Đó, thì quý vị thấy rằng chúng tôi kể ra cái câu chuyện này đó, thì quý vị thấy rằng không phải là cái vị này là đang hành đạo là tự nhiên là vua trời đế thích tứ đại thiên vương các vị thần rồi phải canh giữ xung quanh rồi Đức Phật đâu, là tại vì cái vị này ở trong quá khứ đã từng tạo phước, đã từng tạo phước nên bây giờ mới được như vậy đó, mà bây giờ mới được như vậy đó. Đó, thành ra đó quý vị thấy rằng cái sự mà khi mà chúng ta mà tạo cái phước mà phục vụ, cái phước mà cung kính đó, là quý vị thấy rằng cái quả nó trổ như vậy đó. Cái quả nó trổ như vậy đó nha quý vị. Rồi, cái câu chuyện này chúng tôi kể vắn tắt thôi, chứ thật sự ra đó, cái câu chuyện này nó rất là hay. Hoặc là quý vị thấy rằng có cái câu chuyện này chúng ta nên chúng ta nên học nè. Mà cái câu chuyện này á, theo như chúng tôi á, chúng tôi nghĩ á, chắc mai mốt mà chúng tôi sẽ làm một cái bức tranh, làm một cái bức tranh để ở trong chùa, là cái câu chuyện mà quý vị thấy rằng á, là đối với ai quý vị, đối với một cái vị trưởng lão, một cái vị tỳ khu mà tên Bhutigatta Tissa đó, ở trong Hán Vịnh, là một cái vị tỳ khu mà thúi thay á, một cái vị tỳ khu thúi thay á. Cái vị tỳ khu này mới tội quý vị. Cái vị tỳ khu này sau khi mà mình là một cái người thanh niên á, nghe Đức Phật thuyết pháp nên phát tâm hoan hỷ, có niềm tin rồi xuất gia. Thì xuất gia không bao lâu, xuất gia được một thời gian rồi đó, thì do cái nghiệp ở trong quá khứ, cái nghiệp ở trong quá khứ nó làm cho cái vị này bị ghẻ lở. Ban đầu thì nó nổi mấy cái mụn nước nhỏ nhỏ lên, rồi dần dần nó phát lớn, rồi coi như là nó lở lét khắp đầy người hết, rồi trong cái lúc đó là quý vị biết rằng là coi như là xương tay xương chân của vị này đó, coi như là ở trong người tự động nó cũng mục nát, nó cũng mục nát hết. Rồi xương ở bên trong thì nó gãy, ở bên ngoài thì nó lở lét, rồi máu mủ nó hôi tanh, nó chảy ra, nó đổ ra, rồi vị này nằm một chỗ như vậy, nó hôi tanh. Thì ở trong cái lúc đầu thì quý vị thấy rằng cũng có những vị người ta chăm sóc, nhưng mà sau một thời gian người ta chán quá, rồi không còn ai chăm sóc hết. Thì lúc bấy giờ Đức Phật ngài mới quán xét, ngài thấy cái duyên lành của vị này, thành ra Đức Phật ngài tự thân ngài đi đến, rồi
Ngài lấy nước nóng, Ngài lấy khăn, Ngài lau mình cho cái vị này. Thế mà Ngài lau xong ở trên rồi, thì lại Ngài lấy y ở trên Ngài quấn lại. Ngài lau ở trong người, ở phần dưới rồi, thì bắt đầu Ngài mới lấy cái y mội ra để mà kêu các vị phụ đi giặt. Đi giặt xong là phơ nắng cho khô, vân vân. Có nghĩa là Đức Phật đã chăm sóc cái vị này. Đức Phật đã chăm sóc cái vị này xong rồi, sau đó Đức Phật mới thuyết giảng, Đức Phật mới thuyết giảng cho cái vị này nghe. Thì cái câu kệ mà quý vị thấy rằng á, Chư Tăng á, mà ưa tụng á, A Chi Răng Quá Tới Văn Ca Vô đó, không bao lâu thân này sẽ nằm trên mặt đất với tâm thức bị vứt bỏ như gỗ mục hết xài. Thì nghe xong câu kệ này á, cái vị này chứng đắc được đạo quả A La Hán luôn. Thì đành rằng là chúng ta biết rằng là cái vị này ở trong quá khứ là cái người mà thợ mà bẫy chim. Sau khi bẫy chim rồi á, cái phần nào bán được bán, còn cái phần nào bán không được á, thì sợ nó bay, thành ra bẻ cánh bẻ chân nó quăng để lăn lóc vậy đó, rồi ngày mai bắt đầu bán rồi ăn nữa đó. Do cái nghiệp này, do cái nghiệp này mà cái vị này đã bị cái chứng bệnh ghẻ lở, và xương tự nhiên nó gãy ở trong thịt, xương nó gãy ở trong thịt rồi. Nhưng mà cũng do cái phước cúng dường của vị này đến một cái vị Phật độc giác, cúng dường bằng một cái tâm cung kính, rồi nguyện do cái phước cúng dường này sẽ đắc được những cái gì mà các bậc thánh nhân đã đắc đó. Thành ra quý vị thấy rằng tuy rằng bệnh như vậy, nhưng mà khi mà Đức Phật mà chăm sóc rồi á, thì lúc đó Đức Phật thuyết giảng chứng đắc A La Hán. Thì chúng tôi kể cái câu chuyện này á, nó liên quan đến nó liên quan đến cái đã là những cái chùa ở bên bên Bắc truyền đó, ở những cái chùa ở bên Bắc truyền đó, người ta đến cái ngày lễ người ta ưa lấy cái khẩu hiệu này là người ta coi ở cái chỗ này nè quý vị, phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật. Nhưng mà cái này là sai nha quý vị, cái này là sai nha quý vị, cái câu này là sai. Phục vụ mà chư tỳ khu bệnh á, phục vụ chư tỳ khu bệnh thì giống như là chúng ta phục vụ Như Lai, giống như là phục vụ Như Lai đó. Cái câu chư Phật ở đây nè, cái lúc đó đó Đức Phật thuyết về cái vị này, rồi Đức Phật xuống chăm sóc cái vị này, lau sạch những cái mũ máu đang chảy ở trong thân của vị này ra, rồi coi như là giặt y phơ y rồi y sạch sẽ rồi đắp lại cho vị này đó. Thì lúc đó, đó rồi Đức Phật thuyết pháp cho vị này nghe, vị này chứng đắc được A La Hán. Rồi các vị tỳ khu mới hỏi cái nguyên nhân này kia, rồi Đức Phật mới kể lại cho các vị tỳ khu nghe. Thì sau đó Đức Phật mới nói với các vị tỳ khu á, cái sự mà những cái người nào mà phục vụ các vị tỳ khu bệnh thì cũng giống như là phục vụ Như Lai vậy đó. Đó, thành ra đó sau này á, có những người á, người ta mượn cái câu này
này là mượn cái câu này, cái người ta nói là coi như là phục vụ chúng sanh đó, là cúng dường à, chư Phật thì không có đúng. Mai mốt này chúng ta sẽ ưa gặp này, những cái lễ nào đó à, chúng ta ưa gặp à, những cái câu đó thì cái điều này á, thì à, nó không có đúng đó. Thì tóm tắt lại là chúng tôi đang trình bày đến quý vị là khi mà chúng ta đọc vô cái câu này búp bê chát cá tá bun nhá ta, là có nghĩa là cái phước mình đã làm từ trước thì tất cả chúng ta cũng đã từng làm phước ở trong kiếp quá khứ rồi, chúng ta cũng đã từng làm phước ở trong kiếp quá khứ rồi, nhưng mà chúng ta chỉ làm ở trong một cái cấp độ nhỏ thôi. Là ví dụ như người ta bố thí thì mình cũng bố thí, người ta phục vụ thôi mình cũng phục vụ đó, nhờ chúng ta chỉ làm ở trong cái cấp độ đó thôi đó. Rồi cái cấp độ thứ hai là như thế nào? Là cái cấp độ thứ hai là như thế nào? Cũng là phước mình đã làm từ trước luôn, nhưng mà những cái chuyện phước đó, là những cái việc phước đó là mình nguyện thành cái pháp độ, mình nguyện thành cái pháp độ, mình nguyện ví dụ như bây giờ á, cũng như bây giờ quý vị có bố thí đi à, quý vị cũng nguyện cái phước bố thí của mình thành la mật à, thành cái phước báo ba la mật. Ba la mật có nghĩa là cái gì quý vị? Ba la mật có nghĩa là mình nguyện cái phước bố thí này để mà đạt đến cái sự giác ngộ là đạt đến bờ kia đó, Barami à, hoặc là đó Barami là mình đạt đến cái bờ kia. Thì cái đây là cái cấp độ thứ hai nè à, cái cấp độ thứ hai là trong quá khứ ví dụ như mình đã từng tạo phước, nhưng mà những cái phước đó mình nguyện trở thành cái pháp độ. Nguyện trở thành pháp độ là có nghĩa là khi mà chúng ta bố thí, chúng ta giữ giới, chúng ta xuất ly, chúng ta tu những cái pháp ba la mật đó là trí tuệ à, tinh tấn kham nhẫn à, à, chân thật đồ đó vân vân à, đến cho đến tâm từ cho đến hành xả luôn đó, thì những cái pháp này là chúng ta đều là có cái tâm nguyện là làm thành pháp độ. Vì sao vậy? Vì cái người mà có cái tâm á, mà làm những cái phước này á, thành cái pháp độ đó, thì người ta luôn luôn có cái tâm nguyện để chứng đạo quả A-la-hán đó. Còn bây giờ mà chúng ta thấy rằng á, chúng ta rồi à, chúng ta ngày nào chúng ta tu cũng tu, ngày nào lễ hội chúng ta cũng lễ hội à, đến kỳ nghỉ hè chúng ta cũng đi nghỉ hè đó, thì chúng ta cũng biết rồi à, biết rồi là mình là cũng ở trong là thập hạnh phúc hay là ba la mi rồi. Quý vị công nhận với chúng tôi không? Quý vị công nhận với chúng tôi cái chuyện này không? Bây giờ mình tu tu ha, tới Tết mình cũng lo sắm sửa mất Tết rồi ha, rồi đến mùa hè à, thì mình cũng lo mùa hè à, nghỉ hè rồi ha, rồi à, nói chung là cái lễ hội gì mình cũng lo mình cũng lo cái chuyện đó hết à, thì coi như là quý vị hiểu, quý vị nhìn ở ngay trong hiện tại thì chúng ta suy xét được ở trong quá khứ đó. Thì bây giờ chúng ta tu tập thì chúng ta cũng tu tập à, đến mùa hè thì cũng đi nghỉ hè à, mùa hè thì à, room thì à, gỡ lại cho ai coi à, lớp học à, gỡ lại cho ai coi nha à, đi nghỉ hè à, một tuần lễ này kia đó, thì mình à, chúng tôi cái này à, chúng tôi à, không có phải là nói xấu, nhưng mà cái này là nó thường thường á, khi mà mình suy xét thì mình hiểu, ngày suy xét thì mình biết được cái điều này quý vị. Có nghĩa là ở trong quá khứ quý vị cũng đã từng tạo phước rồi, ở trong quá khứ quý vị cũng đã từng tạo phước rồi, nhưng mà tạo phước ở trong cái cấp độ nào? Cái cấp độ một có nghĩa là chúng ta chỉ tạo những cái phước mà gọi là thập hạnh phúc thôi à, thập hạnh phúc thôi, chứ chưa phải là cái phước đó để mà nguyện thành cái pháp độ à, nguyện thành cái phước ba la mi đó. Thành ra đó rồi, thành ra chúng ta nhìn ngay trong hiện tại mà chúng ta biết được ở trong quá khứ à, chúng ta đã tạo như thế nào. Rồi cái cấp độ thứ ba là cái cấp độ mà à, tuyệt vời, có nghĩa là những cái người mà người ta thực hành, người ta cũng tạo những cái phước đó,
Nhưng mà những cái phước đó đó, người ta có kèm theo cái sợi dây, người ta có kèm theo cái sợi dây, cái sợi dây giới định tuệ, sợi dây giới định tuệ. Có nghĩa là cũng tạo những cái phước báo luôn, tạo những cái phước báo luôn, nhưng mà người ta có có cái hướng tâm đến giới, đến định, đến tuệ. Có nghĩa là quý vị thấy rằng có những người, thí dụ như người ta hành thiền, ở nhất là ở trong cái trường thiền, quý vị thấy, quý vị sẽ thấy có những vị hành giả hành thiền không được, hành thiền lúc đó tâm tư tâm tư bị bị thí dụ như là bị chao động, bị nhớ nhà, hay là bị gai rứt, bị bồn chồn, bị cái gì đó không có tu được. Thành ra mới đi đến hỏi cái vị thiền sư, cái vị thiền sư nó chỉ cách này cách kia không được, kêu là thôi con xuống phục vụ đi, xuống phục vụ chư tăng hoặc là các vị hành giả đi. Rồi phục vụ sau một thời gian, cái vị này tiếp tục trở lại để mà hành thiền. Thì có những người, có những người đó là coi như là quý vị thấy rằng là người ta ngay trong hiện tại này, người ta muốn thực hành cho rốt ráo về giới định tuệ, về bát chánh đạo, để chi? Để người ta đắc được đạo quả A La Hán, chấm dứt sanh tử luân hồi. Thì những người này, nếu mà ở trong quá khứ mà người ta đã từng tạo phước như vậy đó, thì gọi là cái người mà tạo phước ở cái cấp độ cao, ở cái cấp độ cao. Vậy thì chúng tôi gom lại cái gọi là mà Katapunyata búp bê, búp bê cho Katapunyata đó, cái việc lành mình đã làm từ trước. Thì cái việc lành mình đã làm từ trước á, được chia ra làm ba cái cấp độ. Cái cấp độ thứ nhất á, là mình làm ở trong một cái cấp độ thấp thôi, có nghĩa là như là sanh lại làm người, sanh lên khỏi trời rồi này kia đó, cái việc phước mình đã làm mình chỉ mong vậy thôi. Những người á, thì cái cấp độ cao hơn tí xíu cấp độ cao hơn tí xíu á, thì người ta mong rằng cái phước này người ta đã tạo đó, sẽ làm thành cái pháp ba la mi, để mà đạo quả. Còn cái cấp độ thứ ba là cái người cũng búp bê cha ca ta bu nha ta, người ta cũng có việc lành đã làm từ trước, nhưng mà cái việc lành của người ta đó là hướng tâm đến kết quả niết bàn, cái kết quả đạo quả niết bàn. Có như là giống như là mà hồi xưa mà chúng tôi học như các vị nói là xiết cáp á, xiết cáp tu hành mà tu xiết cáp á, có nghĩa là cứ ăn no rồi lên ngồi tu, ăn no rồi lên ngồi tu đó. Mà nói chung là đi đứng nằm ngồi gì cũng chuyên chuyên tâm về cái chuyện mà tu tập để mà hướng đến đạo quả niết bàn. Ngày xưa quý vị biết rằng cách đây mười mấy năm, chúng tôi có gặp có mấy vị cũng rất là vui, quý vị. Coi như là tối ngày là cứ là hành đạo, tối ngày cứ hành đạo, tối ngày cứ lo tu tập. Quý vị biết rằng ở trong cái thờ chúng tôi cũng mừng cái là trong cái thờ mà chúng tôi vào chúng tôi tu á, thì lúc đó là do không có điện thoại, còn nghèo, thành ra lúc đó còn cái thời gian nó học, mà còn cái thời gian để mà mình hành đạo, còn cái thời gian mình học pháp đồ này kia. Còn sau này á, quý vị biết rằng á, những cái chú giới tử á, mà ở bên đây bên Bắc truyền gọi là chú tiểu á, quý vị biết sau này á, là do có điện thoại sớm quá, có điện thoại sớm quá, thành ra không học được kinh pháp, không học được những cái chi pháp này, cũng không học được những cái bài kinh luôn đó. Thành ra đó, bây giờ chúng tôi mới biết đây là cái mối nguy hại, đây là cái mối nguy hại đó. Vậy thì trở lại với cái vấn đề mà chúng tôi đang nói đó, thì quý vị thấy rằng là cái cấp độ thứ ba đó, là cái người này người ta hành đạo, người ta coi như là người ta hướng tâm đến cái sự giải thoát, hướng tâm đến chứng đạt niết bàn. Đó là cái cấp độ thứ ba. Thì thật ra đó,
Quý vị chỉ cần mà chúng ta ngồi, quý vị nghe chúng tôi thuyết giảng vậy, rồi quý vị suy xét lại, quý vị suy xét lại, rồi quý vị biết rằng là quý vị, chúng ta nè đang ở trong cái cấp độ nào, à, chúng ta đang ở trong cái cấp độ nào, chúng ta ở trong cái cấp độ là thập hạnh phúc thôi, hay là chúng ta ở trong cái cấp độ là ba la mi, ba la mật, hay là chúng ta đang ở trong cái cấp độ mà gọi là chứng đắc niết bàn, chứng đắc niết bàn đó, thì chúng ta chỉ nghe, chúng ta nhìn lại ở ngay trong hiện tại, chúng ta suy xét ở trong quá khứ mình tạo phước, rồi mình cũng suy xét lại ở trong hiện tại này, mình khi những lúc mà mình tạo phước, mình tạo phước để chi? Những cái lúc mà quý vị mà bố thí trì giới cung kính phục vụ vân, quý vị tạo phước đó để chi? Để làm thành cái pháp hạnh phúc ở trong đời sau, hay là chúng ta làm thành những cái pháp độ, thì đó là tùy theo chúng ta hướng tâm. Nhưng mà quý vị biết rằng á, đối với ở trong cái sự tạo phước của chúng ta đó, ở trong cái sự tạo phước của chúng ta có nhiều cái chúng ta cũng phải cẩn thận, có nhiều cái chúng ta cũng phải cẩn thận. Cẩn thận là như thế nào quý vị? Chúng ta nguyện cái phước của mình, khi mà quý vị tạo phước đó, quý vị cứ nguyện cái phước này để mà trở thành cái pháp độ, trở thành cái phước ba la mi đi, cái pháp độ đi, để chi quý vị? Nhờ chúng ta có đầy đủ pháp độ nên chúng ta dễ dàng chứng đắc được đạo quả, dễ dàng chúng ta chứng đắc được đạo quả. Cũng như chúng tôi đã từng trình bày cho quý vị nghe, mình ngồi mình suy xét, lại đó, Đức Phật á, Đức Phật á, sao mà ngài đắc được đạo quả? Tại sao mà ngài đắc được đạo quả? Thì ngài hành theo con đường trung đạo, phải không quý vị? Con đường trung đạo, thì con đường trung đạo đó là con đường bát thánh đạo, phải không quý vị? Đó, thì ngày hôm nay á, mình cũng biết con đường bát thánh đạo này, mà tại sao mình hành không được? Tại sao mình hành không được quý vị? Mà tại sao ngày xưa ở trong chốn rừng già, tiết xương đạm bạc, mà ngày hành được con đường trung đạo bát thánh đạo này, mà mình ngày hôm nay mình ở phồn hoa đô thị mà mình không hành được con đường trung đạo bát thánh đạo này là tại vì những cái vị đó ngày xưa là đầy đủ pháp độ, đầy đủ ba la mi, đầy đủ pháp độ, thành ra các vị hành được. Còn mình bây giờ mình cũng biết con đường bát chánh đạo, mình cũng biết con đường này, nhưng mà mình hành không được là do cái độ mình không có đầy đủ, cái pháp độ của mình chưa có già dặn, chưa có đầy đủ, thành ra chúng ta hành xong rồi chúng ta đi nghỉ hè rồi vân vân đó, thành ra chúng ta nhìn, chúng ta biết rằng là chúng ta chưa có đủ pháp độ. Thành ra chúng tôi mong rằng là khi mà quý vị nghe những cái thời pháp này, thì chúng ta có tạo những cái phước báo gì đó, chúng ta cũng nguyện thành pháp độ, nguyện thành cái phước ba la mi, cái pháp độ để sao, để mà hỗ trợ cái sự giải thoát, chấm dứt sinh tử luân hồi. Vậy thì kính thưa quý vị, bài giảng của chúng tôi búp bê giá cá tắp quân nhá ta, đúng là chỉ có một chi pháp thôi trong một buổi giảng, đến đây cũng quá với thời gian rồi, nên chúng tôi xin được dứt lời. Với cái phước nào chúng tôi đã tạo được, xin thành kính dâng đến chư tôn đức tăng, và xin chia phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Mong quý ngài quý vị được tấn hóa trong giáo pháp của Đức Phật Gotama, và cũng xin hồi hướng phước này đến tất cả các vị chư thiên ngự trong 10 muôn triệu thế giới xa bà, nhất là chư thiên vua trời Đế Thích và chư thiên tứ đại chư vương, các vị chư thiên hộ trì Phật pháp, các vị chư thiên ngự xung quanh chỗ ngủ của chúng tôi và nơi nhà của quý vị,
luôn cả các vị Long Vương, Càng Thác Bàn, ở quỷ Atula, những chúng sanh Giả So, những chúng sanh Phước Mạch, Phước Mài, Chư Thiên, Chư Dương. Mong các vị hưởng được phước này để được an lạc lâu dài. Nam Mô Bụt Thà Giá. Nam Mô Bụt Thà Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ con xin kính đảnh lễ Sư Thanh Tâm, con xin kính đảnh lễ Sư Pháp Tính, và con xin kính đảnh lễ Sư Nguyên Thông, và con xin kính lễ cô tu nữ Khê Ma, và con xin kính chào đạo tràng. Và bạch Sư Nguyên Như xin thay mặt lớp học kính tri ân Sư Pháp Tính. Ngày hôm nay Sư giảng bài này hay quá bạch Sư. Dạ chắc bài nào Nguyên Như thấy cũng hay hết, tự vì khi mà mình nghe mà sát vô cái đề tài mà từng chữ từng câu á, thì thiệt ra mình không có biết rất là nhiều. Và chúng con xin hoan hỷ và tri ân Sư giảng dạy ạ. Và bây giờ con xin mời Sư Nguyên Thông, con không biết Sư có mặt ở trước máy không. Và bây giờ thời gian cũng là hết giờ rồi bạch Sư. Con xin Sư thay mặt Chư Tăng để chúc phúc cho đạo tràng trước khi con tụng kinh hồi hướng ạ. Và con xin thỉnh bàn tay của Sư ạ. Vavatu sabba mangalang rathang tu sabba devata sabba bhuta nupave nasada soti favang tu te vavatu sabba mangalang rathang tu sabba dhamma nupave nasada soti tu te vavatu salang rathang tu sabba devata sabba sangha nupave nasada soti. Phần tu tê tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì cho người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng, các sự thánh lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Xa thuốc xa thuốc lành thai. Và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, Nguyên Như xin kính mời chư vị trong đạo tràng cùng với Nguyên Như hồi hướng sau khi nghe pháp ạ. Dạ đề hoa ta san ti quy hà ra hoa si ni thụ bê kha rê bồ thi kha rê ta hình ta hình ta tham ma đa ne na pa văn tu pu chi ta so thân ca ron te tha vi ha ra măng đa lê thế ra cha mắt cha na wa ca cha phân kha vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha y sa ra sam ba na phu ta su khi ta pa văn tu te cha la bu cha ye bi cha an da sam pha wa san se da cha ta tha wo pa pa ti ka ni ya ni kan tham ma wa rang pa tin cha te sam be bi dung kha sa ka ron tu sang kha yang tha tu chi rang sa tang tham mo tham mat tha ra cha bung ga la sang kho ho tu sa mat go wa an tha ya cha hi ta ya cha am he rang kha tu sam tham mo sam be bi tham ma cha ri no wu thân sam ba bu nay ya ma tham ma di yam ba we di te i đằng nô nhá ti nằng hô tu su khi ta hoan tu nhà ta vô y đằng nô nhá ti nằng hô tu su khi ta hoan tu nhà ta vô y đằng nô nhá ti nằng hô tu su khi ta hoan tu nhà ta vô y đằng quá tám mê buồn nhằn à xá quá khá già quá hằng hồ tu á nà gá tề cà lề. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai.
Dạ, Nguy Như xin thành thật cầu mong chư vị trở lại đạo tràng Nguy Như Kỳ Viên vào ngày mai là thứ năm ở bên Mỹ và cũng là sáng thứ sáu ở bên Việt Nam. À, giờ bên Mỹ là từ 8 giờ rưỡi cho tới 10 giờ rưỡi giờ Hoa Thịnh Đốn vào buổi tối, và sáng Việt Nam từ 7 giờ rưỡi cho tới 9 giờ rưỡi. Và ngày mai sư niệm sẽ vào lớp để giảng cho chúng ta tiếp tục về kinh Mi Tiên Vấn Đáp. Và Nguy Như xin thành thật kính chào toàn thể chư vị và hẹn lại chư vị trong chương trình của ngày mai ạ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.